Cái gì con anh làm hết bây giờ tao em ở một mình em làm thôi. Đây nhà em à? Không sao. Ở đây là ở đâu vậy? Nhà nhà của em. Anh nhớ nhà anh rồi. Em sao lại về nhà anh ở nhà anh? Em thấy bạn đứng ở kia. Anh cứu bạn đi thôi. Anh giúp em với, anh không có biết đi đâu, anh đi đi một ngày không thấy về. Em không biết đi đâu. Anh không biết anh ạ. Đây, em đi chờ sáng em còn biến em ra cửa, anh bảo là về sớm với anh, nhưng mà về em đi chờ em thấy em chỉ thấy là ê, ê, sao? Đợi tí nhá, em đi nấu cháo cho anh nhé. Anh cũng đi lâu đấy không mấy về nhờ. Mà cái thằng Việt anh đấy cũng bảo là anh Hùng bầm chỗ này. Làm sao nếu mà ngã cầu nước thì làm gì té mà xuống được. Không biết anh Hùng làm sao nữa. Không lo cho anh có anh ơi. Anh không biết làm sao. Anh mà làm sao để em biết sống thế nào đây. Cầm một cái áo đi hỏi người dân không có ai biết cho anh Hùng không. Quần áo của anh vẫn ở đây. Em hy vọng là anh làm sao, nếu mà anh làm sao thì em, nếu mà anh có mệnh hệ gì em không biết sống thế nào nữa. Đi tìm anh nữa. Không biết anh làm sao, người em như kiểu là có linh cảm, anh bị làm sao, có mệnh hệ gì em có biết sống thế nào nữa. Anh ăn cháo em. Ăn tí cháo vào cho nó. Thấy người đi. Thấy đi. Còn đâu không? Còn tao đâu? Chạy ăn, cố ăn tí cháo. Thế là đâu vậy? Đây ăn tí cháo anh. Đây nhà em mà. Không sao đâu. Ở đây là ở đâu vậy anh? Nhà nhà của em ấy. Anh nhớ nhà anh đâu. Cô ăn tí. Em đang đổ anh ạ. Thế ăn tí xong có trước. Nhớ nhà mình đâu chưa? Giờ em không nhớ là em là ai ấy. Đổ đổ. Em có ăn được không anh? Này này, cố mò hai miếng. Em có ăn được, đau lỗ. Đây đi. Đây đi, ngùng, mò hai miếng. Đây, không nằm xuống nghỉ ngơi trong tí anh. Đưa về, nhớ ở đâu anh đưa về. Giờ đây là đâu anh? Nhà của anh mà. Đau anh? Có anh ạ. Đâu đâu. Theo đi đuối nước ở chỗ đấy. Đi tìm cái gì ở đấy. Không nhớ em ở đâu vậy anh. Đây nhà anh mà, không sao đâu. Dạ, em không nhớ em ở đâu vậy. Đầu vẫn đau lắm à?
đầu em đau lắm, không nghĩ được gì. Này, xong nằm xuống một tí. Không tí anh ấy đắt luôn. Đắt chân rồi. Nhưng mà đây là đâu rồi? Đây nhà của anh mà. Em có nhớ nhà đâu không? Em không. Giờ không biết là ở đâu. Không nhớ nhà đâu thì cứ ở tạm đây đi, không sao đâu. Đó. Anh không có ai ở đâu mà. Cứ ở đây đi. Nhưng mà sao em lại ở đây anh? Anh thấy em đuối nước kia không anh? Đưa em về đây mà. Không nhớ đi à? Không. Cứ nằm đây nhé, xong anh lấy thuốc đắp cho. Hả? Đợi anh tí. Thank you.
Đây là nhà anh rồi anh. Ở nhà anh dậy đắt tí, cuốn cuốn tí mặt. Em sao lại về nhà anh ở như này? Mình thấy bạn với nước kia thì cứ bạn về thôi. Đâu còn đâu? Em có. Sao em không nhớ được gì anh nhỉ? Chắc bạn đập đầu vào đá hay là đâu? Đây là nhà anh ấy. Ừ, nhà mình. Không sao. Nằm xuống nghỉ ngơi chứ. Đầu còn đau, không đau lắm. Em đau cũng phải đó. Rồi. Đây là đâu không? Anh, đây là nhà anh ấy. Không nhớ gì à? Em không nhớ được anh. Tôi chắc nằm tí nha nha của mình lắm, đầu đau lắm. Vâng. Em nằm đi nằm một còn lạnh không? Không có luôn. Đắp chăn vào cứ nằm ngủ đây đi không sao, khi nào nhớ lại mình đưa về nhà. Nhưng sao em không nhớ cái gì nữa anh? Có chuyện gì xảy ra với em anh? Không nhớ gì hết ạ. Có chuyện gì xảy ra với em không? Mình không biết được. Mình thấy bạn đuối nước kia, mình đuối bạn về thôi. Hơn 5 năm ngủ gì. Làm đây nhá. Ờ, vâng. Anh đi làm việc á. Vâng. Khi nào có gì gọi anh nhá. Đau hay là thấy gì nhá. Vâng. Anh đi làm việc á. Chỉ đau gọi anh nhá. Vâng. Không nhớ gì cả.
Đây là đâu nhỉ? Sao mình không nhớ gì được nhỉ? Sao lại ở nhà anh này? Đây là đâu ạ? Sao đấy đồng chí? Báo cáo đồng chí có một người đến trình báo việc gì đấy? Mai á? Vâng. Nghe người ngồi xung quanh đấy. Có thể đi. Có chuyện gì nhé? Anh giúp em với, anh cũng không biết đi đâu rồi, anh ạ, đi được một ngày rồi hôm đấy về. Không phải đi làm đâu. Là đi được một ngày rồi. Dạ vâng, đi được một ngày rồi anh ạ. Nhưng mà như cái tình trạng vừa rồi ấy thì là người ta còn đến quấy rối nhà của em. Họ không đến quấy nhà em đâu. Em cũng không biết Hùng đi đâu à? Em không biết anh ạ. Vậy em đi chợ sáng, em Hùng còn tiến em ra cửa, anh bảo là về sớm với anh. Nhưng mà về em đi chợ mà em thấy, em chỉ thấy là có anh Hùng làm cơm sẵn cho em ở đấy, cả bát cơm nữa, có mỗi một bát trong em, thấy anh Hùng đi làm. Về em cứ đợi anh Hùng mãi, cắm anh Hùng mãi mà không thấy về anh ạ. Cái lúc mà em đi chợ về thì là có đến nhà em phát hiện ra cái gì không? Những điều bất thường em không thấy là em chỉ thấy anh Hùng làm cơm cho em ở đấy, chứ không thấy lộn xộn nhà lộn xộn gì đâu anh ạ. Hay là Hùng sao đi đâu đó thôi. Sao vậy, em thấy hai chai nước ngọt của em cho anh Hùng uống hết rồi. Bây giờ nếu mà theo anh nghĩ thì là chắc là Hùng chỉ đi đâu đấy thôi, chứ còn vâng, nhưng mà em tìm không thấy. Em cứ bình tĩnh lại đi, chắc là không sao đâu. Nhưng mà nếu mà theo anh nghĩ thì chắc là Hùng đi làm chưa về thôi, hay là đi làm thêm thôi. Nhưng mà bình thường anh Hùng đi không đi lâu với đâu anh à. Bình thường anh Hùng đi đâu, anh Hùng đi làm, anh Hùng bảo em trước để em đỡ lo đâu. Đằng đấy anh Hùng không bảo em có gì cả. Thế Hùng đi à, không nói như vậy à? Không nói anh à, bình thường anh Hùng đi đâu làm gì, toàn bảo em một câu để em ở nhà em đỡ lo. Là đi từ sáng à? Là đi từ chiều tối đến chiều. Cái là Hùng đi từ chiều qua đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Thế là em đã đi hỏi những người dân xem chứ, hay là những người xung quanh của mình ấy, mà thường là Hùng hay đi tới. Em hỏi mấy cái người mà anh Hùng hay đi làm thuê rồi, bây giờ không có ai đâu. Họ bảo là không biết. Hỏi ai cũng bảo không biết anh Hùng đi đâu cả. Có gì cứ bình tĩnh lại mà. Nhưng mà em sợ không biết anh Hùng làm sao. Người em cứ đi chợ về các nóng ra nhưng mà tay các nóng lắm, người các khác bình thường lắm. Có gì bọn anh sẽ tự hỗ trợ đi tìm nhá, cứ phải yên tâm. Mà em đi hỏi những nhà người dân đấy, những người xung quanh đấy, thì là em có thấy ai nói điều gì bất thường được không? Nhìn thấy Hùng có điểm nào phải không? Em đi hỏi thôi cô ạ. À anh ơi, nãy em trồng hoa xong em cô ra hỏi là Việt với anh bảo là mẹ nó xử như thế nào thì nó để bảo là anh Hùng không biết ai, không biết bảo là bồng tím thế này thế này, nhưng mà bảo là anh Hùng bị ngã thôi, nhưng mà không,
em biết là không phải ngại bình thường, nếu mà bị ngã thì phải chân tay tím chứ, mà đằng này anh bảo là mỗi tím chỗ này với chỗ này đâu là áo nó bị xé tơi tả hết anh ạ. Nhưng em không biết làm sao, em đi chợ em cũng không biết được. Như thế thì là theo ý này, như thế mà cái lúc mà em đi chợ ấy thì khả năng rất là cao là có thể là có người có quấy nhiễu hay làm được cái điều gì đấy, thì một là Hùng sẽ bỏ đi, và hai là cái vấn đề quan trọng nhất ấy, cái vấn đề quan trọng thứ hai là Hùng không chịu được áp lực về vấn đề mà người ta quấy rối các kiểu, tức là dẫn đến là nghĩ đầu óc nghĩ lung tung, hay là chỉ sợ là Hùng nghĩ quẩn luôn. Bây giờ nhá, nguy cơ rất là cao. Là trước ấy, thì anh cũng nắm được cái tình trạng ấy của Hùng và em ấy, thì có rất nhiều người về quấy nhiễu. Nhưng mà trong đó là nếu mà như thế thì trong đó là anh nghi ngờ nhất là vấn đề mà chị gái của Nguyên hay Nguyên đây, mà thường thường là Nguyên về hay tán tỉnh em ấy, vậy là chị gái của Nguyên là một con người rất là độc ác. Chị sợ là người ta đến quấy nhiễu, sau là Hùng nó không chịu được áp lực, mà là bây dẫn đến là Hùng bây giờ nghĩ quẩn là đầu óc không thông nữa. Thật là anh đừng nghĩ quẩn là em sống rồi. Anh đừng biết sống. Em mai em cứ bình tĩnh đi, em cứ bình tĩnh đi. Còn có gì cứ bình tĩnh em ạ. Tôi còn anh hỗ trợ. Đồng chí. Bây giờ tiếp nhận được một công dân là Mai đến làm báo cáo lên đây, mà cái nguy cơ rất là cao bây giờ ạ. Là chỉ sợ là trước là nắm rõ được như thế rồi, bây giờ người ta chỉ sợ cũng quấy nhiễu. Có nhiều trường hợp là cũng đi quẩn là cũng đi ấy. Bây giờ đấy đâu đấy, nhưng bây giờ chắc chắn nó còn bị bầm tím bầm mặt, với mũi với người xương khớp các kiểu chân tay đấy. Nhưng mà cao là người ta đến nhà quấy rối họ đánh đập, dẫn đến cái tình trạng là Hùng là không chịu được nữa, người ta bỏ nhà ra đi. Đấy, cái điểm mấu chốt đó là sợ Hùng nghĩ quẩn luôn. Đấy. Ai đồng ác thế em đi chợ em không biết. Em cứ yên tâm nhé. Công an của anh. Bây giờ sẽ là trực tiếp và đi báo cáo với các đồng chí và tất cả các Hùng nữa. Và sẽ đi tìm quanh những cái điểm mà Hùng hay đi tới. Và nếu mà cái điểm mà nguy hiểm cao nhất là Hùng có thể đi những cái chỗ mà đi. Đấy, đồng chí là bây giờ tôi ra cho đồng chí nhé, thì trực tiếp bây giờ đồng chí đi báo cáo thêm mấy đồng chí nữa, và trực tiếp xuống tất cả các thôn bên dưới ngay sát thôn của mình quản lý, để đi điều tra xem từng nhà xem có thấy một người có qua chỗ này không. Bây giờ là đồng chí xuống tất cả các thôn và thêm mấy đồng chí nữa, và trực tiếp xuống thôn để báo cáo với trưởng bản thôn đấy là có một người ở đây đến bây giờ đi từ trường qua đến bây giờ chưa về, mà có khả năng cao là bị người ta đánh đập là đi đấy. Bây giờ đồng chí phải xuống tất cả thôn đấy, đồng chí làm nhiệm vụ cho tôi, đồng chí cho chưa? Dạ. Đồng chí mai em có bình tĩnh, cái vấn đề mà bình tĩnh cái vấn đề mà Hùng đi ra ngoài mà không báo với em, nguy cơ cao với lại những thứ mà có thể gây ra cho Hùng ấy, thì là bọn anh em đến báo cáo thì bọn anh cũng đang bắt rồi, anh cũng ra cho các đồng chí là tí nữa là xuống tất cả thôn và sẽ đi tìm xung quanh xem là có thấy Hùng đi qua đấy không. Người em một ngày hôm nay em có chịu người trong người nóng ra sợ anh Hùng làm sao để anh Hùng. Bây giờ em cứ phải bình tĩnh, và bây giờ em cứ đi về đi. Nếu mà anh cùng các đồng chí sắp có đi phát Hùng, phát hiện Hùng chỗ nào thì là anh sẽ đường về. Anh cố gắng tìm anh Hùng không phải em ơi, nhưng bây giờ anh Hùng làm sao em không sống nổi. Đấy là trách nhiệm và cái nơi quản lý của anh. Không sao đâu anh. Em cứ yên tâm đi, nhưng mà tinh thần của em là yên tâm. Tinh thần phải vững chắc lên. Em đừng có nghĩ quẩn, nghĩ thêm một điều gì nữa. Em hiểu chưa? Đấy. Thì em cứ về đi, em cứ về làm việc bình thường tất cả đi. Nhưng mà tinh thần của em thì phải vững. Vững chắc. Anh nghĩ là Hùng chỉ có đi đâu đó thôi, chứ không nghĩ quẩn đâu, không làm cái điều gì mà giải quyết đâu. Cố gắng hộ em ơi, chứ bây giờ anh Hùng mà sao em không sống nổi. Nhưng chỉ cần anh Hùng thôi.
cứ về nhà đi, em cứ về nhà làm việc bình thường đi, làm việc hàng ngày của mình đi. Vâng, em chào anh. Còn cách bây giờ tìm kiếm thì cứ để bọn anh tìm kiếm cho nhé. Vâng, em chào anh. Bọn anh tìm thấy hồng loại, anh đưa về đến nhà nhé. Vâng, em cảm ơn anh, em sự nhớ anh về. Vâng, em nói cho em cứ yên tâm đi nhé. Không, không phải lo đâu, không phải lo một điều gì cả. Đến bây giờ cái thôn mình vẫn xảy ra cái tình trạng này, mà chỉ sợ nhất là nguy cơ cao là nếu mà người ta đi vào đến quấy phá Hùng ấy, thì sợ nhất là Hùng này nghĩ quẩn thôi, áp lực chất chi là lớn, bây giờ bắt buộc là phải xem xét nào để cho cái thôn bản mình phải yên chí làm ăn, cho người dân nó làm ăn, không để tình trạng này tiếp diễn xảy ra được nữa.